Hello anh chị em. Nay em sẽ đắp bột một cục cho anh chị em nhé. Nay em sử dụng màu OM07 nằm trong collection 15 màu của CM. Anh chị có nhìn rõ không ạ? Trước khi đắp bột mình sẽ bôi primer lên. Hello anh chị em. Rồi em sẽ sử dụng cái bút số 14 của CM nhé. Anh chị em màu OM07. Anh chị em nào mà mua đồ của CM thì có thể lên trên website ordercmsupply.com. Đó. Hoặc ở châu Âu thì có thể liên hệ Facebook Trần Nam Văn Tài Bảo Lộc. Màu OM07 này thì nó gọi là màu quốc dân đấy ạ. Lấy một cục bột này, mình đặt xa cái phần khóe móng ra. Đó, bắt đầu chúc tay chúng mình ôm bột vào này. Cái này bột của mình nhé, mình dàn ra ngoài này một chút. Rồi bắt đầu mình đè nhẹ xuống. Anh chị nhớ nhé, mình đè nhẹ xuống cái phần khóe móng vậy. Rồi bắt đầu ôm bột vào hai bên này. Nhớ là ôm bột hai bên này vào và mình kéo thẳng tay xuống. Thấy không? Mình kéo thẳng xuống cái bề mặt này chút xíu. Ở cái cục đầu tiên ấy thì em hơi có bị lỗi một chút xíu thôi. Đó, bây giờ mình ôm lại từ trên này xuống dưới. Để ra để cho cái điểm này này nó có một cái độ dày nhất định. Và hai bên này mình nhớ ôm vào nhá. Cắt bột đi. Đó, bột CM thì rất là dẻo và rất là đẹp. Màu bột rất là đẹp luôn. Đó. Đắp một cục bột rất là mượt. Hello anh chị em. Rồi. Ngón thứ hai. Rồi mình đặt nó đâu? Vẫn đặt nó xa cái phần khóe ra. Rồi. Ôm bột vào, nhớ là ôm bột vào. Chúc tay xuống ôm bột vào và mình dàn cái chỗ này ra một chút xíu này. Rồi bắt đầu đè nhẹ cái phần khóe móng này để sao cho bột của mình vào phần khóe này nó thật là mỏng thôi ạ. Đó, mỏng thôi. Và hai bên này mình nhớ ôm vào nhé. Ôm và kéo bột xuống. Ôm kéo thẳng tay xuống vào giữa này cũng vậy. Đó. Nhớ là ôm hai bên này và kéo xuống. Đó nhịn chưa? Này, kéo xuống nhẹ nhàng thôi. Lắn lại cái chỗ này một chút xíu. Tay nó to ấy, thì mình lắn nó vào cho nó gọn. Rồi, ra đây mình cắt bột luôn. Hello Simon. Rồi. Bạn Simon này cũng là một trong những người làm móng rất là đẹp. Và bạn hay chia sẻ livestream lắm. Mình cũng học hỏi được từ bạn ấy rất là nhiều. Đó, mình lấy một cục bột. Rồi, mình đặt nó đâu? Đặt xa phần khóe móng ra, đừng bao giờ đặt sát nó và chúc tay xuống. Anh chị nhớ nhé, chúc tay xuống mình dàn bột vào. Đó. Nhẹ nhàng thôi, đè nó xuống này. Vì sao mình cần đè? Mình đè chỉ cần bột của mình nó chạm vào cái khóe thôi. Để tí nữa mình đi mịn nó đỡ mệt. Đó, bên này kéo xuống. Và mình nằm cái cây bút xuống. Khi anh chị vuốt bột móng dài ấy, thì mình nằm nó xuống mình kéo ra này. Đó. Vuốt nhẹ nhàng thôi, không cần phải mạnh tay, không cần phải đè đâu ạ. Tự động bột nó sẽ tự động, nó sẽ đi ra ngoài này. Thì mình sẽ tạo được một cái bề mặt nó sẽ mịn hơn. Khi anh chị đi cái đường ngắn, anh chị mà cứ chập chập ngắn như này thì cái đường bột của mình nó không được mịn. Và khi mình đi hai cái bên này ôm vào, nhớ là mình nằm cái cây bút xuống mình kéo xuống thì cái bề mặt này của mình nó rất là mịn. Thấy không? Hello anh chị em cho em một chia sẻ đi. Rồi ngón út này em lấy cục bột này nó hơi to.
mình vẫn đặt xa ra một chút xíu và kéo bột xuống dưới, ôm bột vào này, nhẹ nhàng thôi, ôm bột vào, mình dàn nó ra đừng để cho nó chết một chỗ nhá. Bắt đầu mình đè nhẹ này, đè nhẹ này, đó, bột của CM thì cực kỳ dẻo rồi anh chị ạ, và màu rất là đẹp luôn. Đó, mình muốn đắp nhanh ấy, mình nằm cái bút xuống mình đi nhẹ nhàng thôi, nhớ đừng bao giờ mình lấy lực nó quá nhiều, cứ vuốt nhẹ nhàng thôi để làm sao cho cái bề mặt này của mình ấy nó thật là mịn. Anh chị vuốt nhẹ nhàng thôi thì bột mình nó sẽ đi đều, nó mịn hơn. Đó, ôm hai cái bên này vào. Khi đắp bột thì mình càng gọn bao nhiêu thì tí nữa cái phần sau này của mình càng nhàn bấy nhiêu. Không ở chân đấy là do cái lúc mình cái bước ban đầu ấy, mọi người chạy nhám nó sạch sẽ một tí. Ngón cái nó to đúng không? Mình lấy cục bột nó to và mình đặt nó lên. Rồi, chúc tay xuống nhá. Chúc tay xuống. Đấy, đẩy hai này bên này lên này. Rồi, bắt đầu mình đè nhẹ này, đè nhẹ này, đè nhẹ bằng cái mũi bút thôi ạ. Rồi. Khi mình chăm sóc cái phần này xong rồi thì hai cái bên này nhẹ nhàng ôm nó vào này. Họ nghiêng cái tay bên này, nghiêng cái tay bên này ôm nó vào, kéo từ giữa này xuống. Nhớ là kéo nhẹ nhàng thôi. Không cần phải đập mạnh đâu ạ. Anh chị em chỉ cần kéo làm sao cho nó nhẹ nhàng, vừa vuốt vừa kéo nhẹ nhàng thôi. Cái lực tay của mình rất là nhẹ nhá. Tại vì bột của mình đi càng nhẹ nhàng thì nó càng mượt, nó càng đều. Khi mình đắp nó gọn rồi thì mình sẽ rũa nó nhàn hơn. À, em có rồi, anh chị nào cần gì có thể nhắn cho em nhé, hoặc là lên trên website order. Cái của cháu làm sao sạc được của cô? iPhone à? À, iPhone thì ở dưới đấy. Cháu có dùng iPhone đâu. Cháu dùng Vertu mà. Đặt nhẹ nhàng này, chúc tay xuống. Nhẹ thôi, chúc tay xuống. Rồi. Bắt đầu mình lấy cái mũi bút này, nhẹ nhàng này, nhẹ nhàng này. Nhẹ nhàng. Rồi, khi mình đã chăm sóc được cái phần đấy rồi thì mình thôi, mình không chạm gì vào nó nữa. Và mình chăm sóc hai cái phần bên này. Nhớ là hai cái bên này. Lúc nào mình phải chăm sóc nó gọn và tự động bột của mình nó sẽ đi xuống dưới. Đó, tự động bột của mình nó sẽ đi xuống dưới nhé. Đó. Hai con chú. Anh chị nào mà cần đồ chuẩn bột dẻo thì có thể thử của CM. Nói chung là chất liệu của CM thì rất là ok ạ. Đó, nhẹ nhàng thôi ạ. Nhớ là mình luôn luôn mình sẽ phải dàn ra một chút. Nhẹ nhàng thôi. Rồi, ôm hai cái bên này vào này. Nhẹ nhàng thôi. Dạ. Công ty CM ship toàn thế giới nha anh chị, cứ yên tâm, anh chị có thể lên trên website ordercmsupply.com thì anh chị có thể nhắn tin vào đó, ok ạ. Còn anh chị nào ở châu Âu mà muốn mua đồ thì có thể nhắn tin trực tiếp Facebook cho em, để em tháp anh chị vào những cái người bán hàng ở châu Âu. Đó. Nếu anh chị muốn dùng những sản phẩm của CM. Đó. Còn em thì em có những cái sản phẩm của em là đầu phá này, đầu mịn này và bút đắp bột. Đó.
anh chị nhìn nó có rõ không ạ? Hello anh chị em. Rồi mình đặt xa ra nhé, kéo tay trúc xuống. Ôi giời bút em đang đắp là bút số 14 của CM nhá. Anh chị nào muốn dùng bút của CM thì có thể lên trên website order cmsupply.com. Hiện tại thì em vẫn sử dụng cái ni quỳt khô nhé, không phải là ni quỳt chảy đâu ạ. Ni quỳt này hoàn toàn 100% ni quỳt khô, ni quỳt của mùa đông đấy ạ. Có nhiều anh chị em nhắn em là hỏi cách pha ni quỳt thì thật ra là em không có pha, em đắp 100% ni quỳt khô. Màu rất là đẹp luôn, màu này là màu O107, nó nằm trong collection 15 màu ombre của CM. Hầu như tất cả các cái màu ombre này của CM đều rất là đẹp, mà làm ombre được, đắp full set được, đắp vẽ được, hầu như những cái tông màu nhút này hầu như khách rất là thích. Đó. Tại vì cái set này toàn tông màu nhút thôi. Rồi em đo cái tay một chút lại đã. Rồi bây giờ mình rũa thì mình đặt nhẹ nhàng thôi ạ. Vốn dĩ khi nãy mình đã đắp nó gọn rồi thì bây giờ anh chị kéo nhẹ nhàng thôi nhé. Kéo nhẹ nhàng thôi, mình không cần phải mất lực đâu. Mình rũa hai cái bên này, rũa qua nhẹ nhàng thôi ạ. Tại vì khi đắp bột ấy, mình đã hoàn thiện được khoảng tầm 70% rồi. Thì đến cái phần rũa này thì mình chỉ cần rũa khoảng tầm 20% thôi. 10% nữa là mình tí nữa mình chạy mịn thì nó sẽ đẹp.
nhẹ nhàng thôi ạ. Đó, anh chị thấy không? Khi mình đắp bột nó gọn ấy thì mình rũa lấy lại xếp nó rất là nhanh nhé. Với cái chiều dài này ấy, thì em không cần phải rũa trên cái bề mặt đâu ạ. Hầu như là em sẽ không rũa trên bề mặt này. Vốn dĩ khi mình đắp bột ấy, mình đã chịu khó mình vuốt ở bề mặt nhiều hơn rồi. Thì để làm sao cho cái độ mịn và độ đều của cái bề mặt nó tốt hơn. Đó. Thì mình sẽ rút được rất là nhiều cái công đoạn. Mình rửa nhẹ nhàng hai bên thôi, nhẹ nhàng ôm nó vào một chút xíu. Đó. Mình đắp bột nó gọn ấy thì công đoạn của mình lấy lại cái xếp nó rất là nhanh. Đắp bột làm sao đừng cho nó mất quá nhiều xếp thì mình sẽ rút ngắn được khoảng tầm 70% các cái công đoạn sau này. Đừng đắp bột mà để cho nó bè quá thì tí nữa anh chị sẽ phải rũa rất là nhiều. Và quan trọng nhất là anh chị thường thường quên cái bề mặt trên này, là mình cứ chăm sóc tất cả các lơi những cái bề mặt ở trên này. Anh chị rất là lười chăm sóc thì đến khi mình rũa mình phải rũa tay nhiều hơn. Với cái độ dài mà mình để ý thì rũa tay nó rất là đẹp, nhưng mà anh chị sẽ mất công hơn. Làm sao mình làm cho nó gọn nhanh hơn và nó áp dụng được khi mình lúc đông khách thì mình sẽ chạy khách nó tốt hơn. Đến cái phần chạy mịn, cây mịn này của em thì nó cực kỳ ngon rồi, không phải nói rồi. Nói chung khi mình đi mịn thì mình đắp bột nó đã gọn rồi, mỏng rồi, thì anh chị đi mịn chỉ cần đi qua thôi. Và cái bề mặt này thì mình luôn luôn mình đi lướt trên bề mặt đấy ạ. Anh chị đừng có tì mịn nhé, không cần phải tì đâu ạ. Chạy mịn là làm sao luôn luôn anh chị nhớ rằng là đừng bao giờ dùng lực, lực nó quá nhiều thì mình đi mịn nó sẽ không có đẹp. Nó sẽ tạo cho mình một vệt lằn ở dưới này. Và khi đi mịn thì mình đi nhẹ nhàng thôi, đi số nhỏ thôi ạ. Em thì em đang đi số 2,2. Số mịn vừa đủ tầm thôi. Thì cái bề mặt này của mình ấy, nó rất là mịn. Tí nữa mình có vẽ hay làm gì đi chăng nữa là nó cũng ok, nó không bị xước. Và quan trọng nhất cái khóe này, anh chị đi khóe thì luôn luôn đừng bao giờ tì nhé. Cái mịn này của em đi khóe thì nó rất là đỉnh rồi ạ. Nó vừa nhẹ, nó vừa không bị răng cưa. Đó, mình đi thật là nhẹ nhàng thôi. Anh chị thấy đi mịn nó có nhẹ không? Rất là nhẹ luôn đúng không? Mình không bị mất sức nhiều quá. Và mình không bị mất
cái công mà mình phải chạy lại. Nói chung mình cứ đi từ từ thôi ạ. Quan trọng nhất là đừng bao giờ dùng lực. Đó. Mình đi từ từ thôi, đi đến đâu mình sạch đến đấy và nó mịn đến đấy. Mình sẽ rút được rất là nhiều cái công đoạn. Đó. Mình không phải chạy nhám này, không phải làm cái khác nữa. Và vẫn tạo được cái độ mịn của cái bề mặt. Hai David lên. Không, mình có làm tốc độ đâu. Thật sự mình rất là làm rất là chậm luôn ấy. Tại vì sao mình đi số rất là nhỏ và làm rất là bình tĩnh luôn nhé. Mình không có làm nhanh. Đó, đi số nhỏ thôi thì mình sẽ làm sao mình kiểm soát được và mình đưa được những cái đường đi của mình nó đều tay. Anh chị đi nhanh quá thì nó sẽ không có đi được cho nó đều. Tại vì sao, vốn dĩ là mình chạy máy nó đã yếu rồi đúng không? Thì mình khi mình đi nó nhanh quá thì mình lại càng bị ẩu. Nên là khi muốn kiểm soát được thì anh chị nhớ rằng là mình đừng bao giờ mình đi số máy nhanh quá to. Đó, khi mình đi số máy nó quá to thì mình không có kiểm soát được. Nó không đều, mình đi số máy nó vừa phải thôi. Đó, thì cái tay mình ấy, khi mình lắc ấy, nó sẽ đều hơn. Tại vì mình kiểm soát được nó mà. Có nên dùng bao cùm để chạy không? Cái đấy thì quá đẳng cấp rồi. Nếu mà anh chị làm như thế thì nó quá tiết kiệm rồi. Nó gọi là đỉnh cao rồi ạ. Mà với em thì em luôn luôn đặt một xu hướng rằng là đã làm mịn thì nó sẽ làm được công đoạn là làm sao nó phải thật là mịn. Đó. Nếu nó là không làm mịn thì nó là các cái khác thì nó sẽ không có được hiệu quả cao. Nên là em sẽ rất là chú trọng vào cái khâu là cái đồ gì nó sẽ đi vào cái chức năng đó. Nó sẽ giúp ích cho mình. Nhiều khi mọi người làm bằng cái khác cũng được thôi, không sao. Miễn sao là ra sản phẩm thì mình cảm thấy nó nhanh, nó gọn thì nó đẹp thì ok. Rồi, đó, mình chạy mịn qua đi để mình nhìn cái tay lại, mình đo lại xem là nó đều nhau chưa. Đúng không? Ok, con đi ra ngoài đi. Đó, nhẹ nhàng thôi, mình rõ lại một chút cái đầu này cho nó bằng nhau đi. Mình rõ lại một chút. Mình chính là em sẽ vuốt lại cái xếp. Khi mình chuẩn bị xong rồi thì mình sẽ vuốt lại cái xếp hai cái bên hông này một chút. Thì mịn của mình nó ngon thì nó phải ngọt thôi ạ. Mình không dám tự hào là nó hai thiệt vùng. Mình không dám tự hào nó là đỉnh, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ ngon rồi. Nó ngon nhất trong tất cả các loại mịn mình đã dùng. Mình cũng đã dùng rất là nhiều rồi. Xin được cái là rất là nhiều anh chị em đã check thử, nó cũng cực kỳ hiệu quả luôn. Mình vuốt qua một chút đi. Tại mịn mình nó rất là mịn, cực kỳ mịn luôn. Hầu như nó sẽ không tạo các cái vệt gằn dành cho anh chị em nào yếu tay nghề đâu, và đi nó sẽ rất là ok. Đúng rồi, mình được hơn người khác thì mình sẽ được cái trải nghiệm rất là nhiều. Thực tế ra là mình trải nghiệm cực kỳ nhiều luôn á. Bên này nó dài hơn bên kia một chút xíu, mình sẽ chỗ lại một xíu nữa.
mình cũng phải chỉnh lại hai cái bên này, hai cái ngón hai bên này cho nó đều nhau. Tại nãy mình ngầu quá. Xong. Xong. Ok. Hai Ngọc Vũ, anh cảm ơn. Hello anh chị em nào yêu quý có thể cho mình xin một chia sẻ. Đó. Một chia sẻ mình có động lực, thỉnh thoảng thì mình lên đây chia sẻ với anh chị em tám gẫu, rồi chia sẻ những cách làm sao mình làm cho nó ok hơn. Hai Lê Hôn Hoàng. Hai Tuấn Anh. Hello anh. Anh chị thấy không? Khi mình đi mịn ấy, nó sẽ đều nhau ấy. Đó, thì nó sẽ sạch. Nó sạch hết. Mình không sợ bẩn đâu. Mình đắp đấy, mình tách ra cũng không thấy gì. Nhưng mà nhiều khi cái da ở trên này này, mình không quan trọng đâu. Cũng cần phải thôi. Rồi, em sẽ sử dụng màu trắng của CM nhé. Màu trắng này rất là đẹp luôn ạ. Rồi, với cái cây bút vẽ này thì anh chị yên tâm đi. Bộ bút vẽ của em thì nó gọi là siêu chuẩn rồi. Em dám khẳng định luôn. Úi, lạnh. Ôi, trời ơi. Gọi là siêu chuẩn rồi. Anh chị em nào mà chưa dùng thì không có cầu đâu. Làm gì có cầu đâu nhỉ. Chả có cầu gì. Không có cầu gì. Làm gì có cầu gì đâu. Mình có soi lô, soi đề đâu, mình có cầu nhỉ. Màu vẽ của CM thì cực kỳ đỉnh rồi. Anh chị có thể lên trên website order cmsupply.com.
mình rắn bây giờ nhé. Anh chị thấy không? Khi mình đi mịn ấy, nếu mà cái cây mịn của anh chị ngon ấy, cái bề mặt này của anh chị vẽ rất là thích. Thì vốn dĩ là nó sẽ tạo cho mình cái độ mịn, thì mình sẽ vẽ nó ok hơn. Đó, dù vẽ phen, dù vẽ nét nhỏ, đều rất là thích nhé. Ung cái phè chứ. Quan trọng là cái cây bút vẽ này, màu vẽ này, nó có ngon hay không để anh chị đi những cái đường nét nó tốt hơn. Nói chung là cái khâu vẽ là mình mất thời gian.
đẹp dã man luôn. Quay ra trước mặt nói cảm ơn chị chưa? Bút vẽ thì nó gọi là siêu siêu đỉnh rồi. Nói như nào? Chết rồi, nó dính sợi lông ở đâu đây? Tay chân đó. Dạ. Bộ móng này mất thời gian quá. Top quát của CM thì cực kỳ đẹp luôn. Top quát thì rất đẹp dã man luôn, rất là bóng. Dù là khách quay lại vẫn bóng như mới luôn, em không có nói sai luôn. Tí nữa em úp lên bộ móng khách này quay lại cực kỳ là sáu rưỡi, 6:15. Tốt bóng này khỏi chê rồi. Cô ngủ rồi. Đang đi. Cô đi toilet. Dạ. Cô đi trước. Đi với anh. Đi bên béo. Đi không? Đi bên béo đi. Đi làm việc. Không, một là 6:15 thì không thì chịu. Anh chị thấy màu nút này rất là đẹp luôn nhé. Anh bảo nó đến muộn em không làm nổi đâu ạ. Tao mới xuống tới. Tao phải cần nó bảo khoảng 10 đến 15 phút vào đây, 15 phút sẽ vào được. Tùy em hiểu không? Ok. Đấy bảo nó 6:15 thì nó bảo ấy, thôi sẽ làm gì khác hiểu không? Kệ nó. Nó cứ hỏi thôi mà. Thank you.
thì quá đẹp luôn. Rồi, mình sẽ dùng keo đính đá của CM luôn. Rồi, đã xong. Quá lâu. Màu đẹp quá. Tối nay mày mặc quần dài rồi nhé. Thôi em chào mọi người nha.